Thực hiện tốt cuộc vận động 50, quân khu 9 đã tiết kiệm gần 7 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2024. Đây là kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị sơ kết cuộc vận động 50 về quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông vừa diễn ra sáng nay. Trong những năm qua, thì các đơn vị thuộc quân khu 9 đã có 42 đề tài, 484 sáng kiến cải tiến đưa vào ứng dụng có hiệu quả tiêu biểu như là tích hợp vũ khí trên các phương tiện cơ động, phần mềm quản lý kho đạn dược, mô hình tên lửa hành trình, máy bay điều khiển từ xa, chế tạo cần cầu lắp trên xe Jin-131, cơ cấu bắn giật cò điều khiển từ xa của súng SPG-9. Trang bị kỹ thuật được quản lý bằng công nghệ thông tin, việc tổ chức khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật đạt hiệu quả cao. Hệ số kỹ thuật chung đạt trên 0,85, tăng so với giai đoạn 2015-2019. Công tác bảo đảm an toàn và ý thức chấp hành luật giao thông được thực hiện nghiêm. Giai đoạn 2025-2029, quân khu 9 đặt mục tiêu nâng hệ số kỹ thuật chung của các loại vũ khí trang bị đạt từ 0,9, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến công nghệ mới.